Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Như Lai Thọ Lượng Thứ Mười Sáu Lúng Bấy Giờ Phần Bảo Ca Bồ Tát và Tân Cả Đại Chúng Ca Thiên Nam Tự Các Ông Phải Tin Hiểu Lời Nói Chắc Thần Của Như Lai. Lại bảo đại chúng các ông phải tin hiểu lời nói chân thật của Như Lai. Lại bảo các đại chúng các ông phải tin hiểu lời nói chân thật của Như Lai. Lúc đó đại chúng Bồ Tát Ngài Di Lặc làm đầu, chấm tay bằng phần rằng: Thế Tôn, vui mong nói đó chúng con sẽ tin nhận lời Phật ba phen bằng như thế. Rồi Ngài nói: Vui mong nói đó chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Bây giờ đừng Thế Tôn biết các vị Bồ Tát ba phen thỉnh chẳng thôi mà bảo đó rằng các ông lắng nghe sức bí mật thần thông của Như Lai. Tất cả trong đời trời người và tu la đều cho rằng: Này đừng Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung họ thính cánh thành già giá chẳng bao xa ngồi nơi đạo tràng được vô thừa chinh đặng chinh giang. Nhưng thiền nam tử từng ra thành Phật nhưng lại đây đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ngân na do tha kiếm đi như năm trăm người muôn ức na do tha tăng trì tối tam thiên đại thiên gia sứ có người hiền làm vi trầm qua phương đông cách năm trăm nghìn muôn ức na do tha. A tăng kỳ cõi nước bèn rơi một bụi trần đi qua phía đông như thế cho đến hết phi trần đó các thiền nam tử ý ông nghĩ sao cả thế giới đó có thể suy gẫm so tinh biết được số đó chăng. Di Lặc Bồ Tát thấy đều bành phần rằng: Thế Tôn, các thế giới đó vô lượng vô biên chẳng phải tính được đêm được cũng chẳng phải tâm lực biết tán được tăng cả thân văn duyên giảng dùng trí tuệ vô lòng. Chẳng có thể suy nghĩ biết được hàng số đó chúng bằng bậc thôi ở trong việc này cũng chẳng thông đạo. Thế Tôn, cả thế giới như thế nhiều vô lượng vô biên. Bây giờ bằng bào ca chúng Bồ Tát các thiền nam tử này ta sẽ thuyền nói rằng đó cho các ông cả thế giới đó hoàng vinh vi trần hòa chẳng dính đều nghiền cả làm vi trần cứ một trần là một kiếp. Từ ta thành Phật nhận lại đến nay lại lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ngân na do tha tăng kỳ kim. Từ đó nhân lại ta thường ngờ coi ta ba này nói pháp giáo hoa cùng trong trăm nghìn muôn ứng na do tham. A tăng kỳ cõi nữa khá nhân dần lời in chung sanh cả thiên nam tử nơi chẳng giữa đó ta nói Phật nhiên đang vẫn vần và lại có ca đứng phần nhập niết bàn như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt ca thiền nam tử. Nếu có chúng sinh nào đến chỗ ta
dùng phần nhãn quan xa tính vân vân cả căn lời đồn của chúng tùy theo chỗ nán đồ nơi nơi tự nói văn tự chẳng đồng. Niên kỷ hoàng lớn hoàng nhỏ cùng lai hiện nói sẽ nhắm nghĩa ban lại dùng ca trí phương tìm nói pháp vi diệu có thể làm cho chúng sinh phan lòng vui mừng. Ca Thiền Nam tự như lai thấy những chúng sinh ở nơi ở pháp tiêu thừa đứng mong tội nặng phân vì người đó nói ta lung trễ xuân gia được vô thường trình đăng chính giác nhưng thân từ ta thành phần nhưng lại lâu xa giường anh chỉ dùng phương tiện giáo hoa chúng sinh khiến vào phần đạo nên nói như thế cả thiên nam tử kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì đồ thoát chúng sinh hoàng nói thân mình hoàng nói thân người hoàng chỉ thân mình hoàng chỉ thân người hoàng chỉ việc mình hoàng chỉ việc người càng lời nói đều thân chẳng dối vì xa vì đứng như lại đúng như thường thầy biết tướng của tam giới không có sinh tử hoàng thối hoàng có cũng không ở đời và diệt đó chẳng phải thơ chẳng phải hư chẳng phải như chẳng phải gì chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi ba cõi khác biệt như thế như lại thấy rõ không có sai lầm bởi cả chúng sanh có các món tình các món dục các món hành các món nhớ tưởng phân biệt muốn làm cho sinh các căn lành nên dùng bao nhiêu nhân duyên thí dụ ngôn từ các căn nói phàm chỗ làm phân sự chưa từng tạm bỏ như thế từ ta thành phần nhận lại thật là lâu xa thọ mệnh vô lượng a tăng kỳ kiếp thương còn chẳng mất ca thiền nam tử ta xưa tu hành đạo bồ tát cam thân thọ mệnh nay vẫn chưa hết lại còn hơn số trên những nay chẳng phải từng diện đồ mà bèn sớm nói sẽ diện đồ đứng như lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh vì sao vì nếu phần ở lâu nơi đời thì người đứng mong chánh trong gông lanh nghèo cùng hiền hà mưa nằm món dụng xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiên nếu thấy đứng như lai thường còn chẳng mất bèn sinh lòng làm trẻ chẳng có thể sinh ra ý tưởng có gầm gơ cùng lòng cung kính cho nên được như là dùng phương tiện nói rằng thì kêu bài biển ca đứng vọng ra đời khó có thể gầm gơ vì sao những người đứng mong trải qua trăm nghìn muôn ơ kia hoàng có người phần hoặc người chẳng thấy do việc này nên ta nói rằng thì kheo đứng như lai có thể được thấy cả chúng sinh đó nghe lời như thế anh sẽ xin đi tưởng có gầm gỡ mà lòng nguyên bồ khác hưởng nơi phần bền trong gông lành cho nên đứng như lai giàu chẳng việc mà nói diện đồn lại thiện nam từ phương pháp của cả đấng Phật Như Lai đều như thế vì độ chúng sinh đều từng chẳng dối ví như vì lương ý trí tuệ sáng suốt khéo luyện
chết bên người đó nhiều con trai hoặc mười hai mươi. Nhận đến số trăm do coi sự duyên đến hướng xa khá sao lũng đó cả người con uống thuốc đồng khá thuốc khá muôn loạn lăn lộn trên đơn bay giờ người cha từ nước xa trở về nhà cả con uống thuốc đồng hoặc người mất bản tâm. Hoàng chẳng mắng xa thấy cha về đều rộng vui mừng quỳ lại hỏi thăm an lành về an ổn chúng con ngủ si làm uống thuốc đồng xin cứu lành cho lại ban kho mền cho chúng con. Cha thấy các con khổ nào như thế y theo các kinh phương tìm cỏ thuốc có mùi sắc về ngon thấy đều đầy đủ đâm nghiêm hòa hợp đưa bảo các con uống mà nói rằng thuốc đại lương dược này mùi sắc vị ngon thấy đều đầy đủ trừ khổ não không còn lại có các bệnh hoàng trong cha con những người chẳng thấm tâm thầy thuốc lương dược hay sắc hương đều tôn liền bèn uống đó bệnh trừ hết đường lành mạnh ngoài ra những người thấm tâm thấy cha về giàu cũng vui mừng hỏi thăm cầu xin chi bệnh xong trao thuốc cho mà không chịu uống. Vì sao vì hơi đồng đã thâm nhầm làm mất bản tâm nơi thuốc có thơm đêm này mà cho là không ngon người cha nghĩ rằng người con này đang thương bị trúng độc tâm đều điên đau giàu thấy ta về mừng cầu xin cứu lành. Nhưng thua con như thế mà chẳng chịu uống nay ta bài chưa phương tiện khiến chúng uống thuốc này nghĩ thế rồi liền bảo rằng các con phải biết ta này già suy giờ chết đã đến thuốc lương dược tốt này. Nay để ở đây các con nên lấy uống chớ lo không lành bảo thế rồi lại đến nước khác hai sư bề nói cha các người đã trên bây giờ các con nghe cha trên lòng rất sầu khổ mà nghĩ rằng nếu cha ta còn thương xót chúng ta có thể được cứu họ hôm nay bỏ ta xa cha nơ nửa ca tư nghi mình nay coi cũng không có chỗ cậy nhờ lòng thường bi cam tâm bèn kinh ngộ biết thuốc này sáng hương vị ngon liền lấy uống đó bàn đồng đều lành người cha nghe ta con đều đã lành mạnh liền trở về cho ta con đều thấy ca thiền nam tử ý ông nghĩ cha và có người nào có thể nói ông lượng ý đó mắc tội hư dối chân chưa thế con không thể được vâng nói ta cũng như thế từ khi thành phần đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ứng na do ta tăng kỳ kiếm vì chúng sinh dùng sơ phương tiện nói sẽ diệt độ cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi khi đó đừng thế tôn muôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng từ ta cần phân lại trải qua cả kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn a tăng kỳ ức năm thương nói pháp giáo hóa vô số ơn chúng sinh kiên vào nơi phần đạo đến nay vô lượng kiếp vì độ chúng
chúng sinh vay phương tiện hiện niết bàn mà thân chẳng diệt đồn. Thường trụ đây nói pháp ta thường trụ ở đây dùng ca sân tâm thông khiến chúng sinh điên đạo vào gần mà chẳng thấy chung tay ta di lộ rồng cung giang xa lời tay đều hoài liên mô mà sinh lòng khang ngương. Chúng sinh đà tinh phồn hay thường ý nhiễu hoa một lòng muốn thấy phần chẳng tử tiết thân mình giờ ta cùng chúng tăng đều đã khỏi linh thư ta nói với chúng sinh thường ở đây chẳng diện. Vì dùng sơn phương tiền hiện có nhiều chẳng diện nữa cả có chúng sinh lòng cùng kinh tình nhào ta ở lại trong đó vì nói pháp vô thường ông chẳng nghe việc đó chỉ nói ta diễn đồ ta thấy cả chúng sinh chìm ở trong khổ não nên chẳng vì hiền thân. Cho kia sinh ca ngưỡng nhân tâm kia liên mô hiện ra vì nói pháp cứ thân thông như thế rồi ta đây ăn ổn trời người thường đóng vầy vườn rừng các nhà ra những món bao tràng nghìn cây bao nhiều hoa trái cho chúng sinh vui chơi các trời thanh trong trời đường rồi những khi nhà rưới hoa măng đà la cung phần và đại chúng tinh độ ta chẳng hư mà chúng tay cháy ra lo sợ ca khổ nào như thế đều đầy giấy ca chúng sinh tội đó vì nhân duyên nghiệp dữ quá tăng kỳ kim chẳng nghe tên tam bảo người nhu hòa hay thần có tu cả con đường trời đều thấy thân ta ở tại đây nói phá hoang lũng về chúng này nói phần thọ vô lượng người lâu mới thấy phá vì nói phần khó gầm phi lưng ta như thế tuệ quang soi vô lượng thọ mệnh vô số kiếp tu hành lâu cảm được cả không tri chớ ở đây xin nghi nên dưng kiến hình hằng lời phần thần không dối như lường y chưa khéo về để trì cuồng tử thần còn mà nói trên không thể nói hư dối ta là cha trong đời cứu cánh người đau khổ vì phàm phu điên đạo thần còn mà nói gì vì cớ thường thấy ta mà sinh lòng kêu tư buồn lung ham ngũ dùng xa vào trong đường giữ ta thương biết chúng sanh hành đạo chẳng hành đạo tùy chỗ đang đổ đưa về nói ca phạm môn hằng từ nghi thế này lấy gì cho chúng sinh được vào tuệ vô thương mau thành tựu thân